Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Tuấn Phan Cuộc Sống Mỹ. Và ngày hôm nay mình sẽ bay qua Thái, giỡn thôi mọi người. Mình sẽ nấu một món ăn Thái. Mà nhắc đến ẩm thực của Thái Lan thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến món tôm dùm. Thì ngoài món tôm dùm rất là nổi tiếng thì còn có món gỏi đu đủ Thái song tầm. Nó có tên là song tầm, một cái món ăn mà rất là phổ biến luôn mọi người. Nó là một cái món ăn mà gọi là quốc hồn quốc túy của đất nước Thái Lan. Nó xuất hiện khắp nơi trên đường phố cũng như là những nhà hàng sang trọng. Thì bây giờ mình sẽ vào bếp và bắt tay thực hiện nó nhé. Đây là các nguyên vật liệu để làm món gỏi đu đủ. Thì mình có đậu phộng, đường thốt nốt, tôm khô, ớt, cà chua bi hoặc là cà chua bự cũng được mọi người, tỏi, mắm ruốc, me và đặc biệt phải có đu đủ nha, đậu đũa. Và đầu tiên là mình sẽ gọt trái đu đủ này đây. Mình sẽ gọt đu đủ và sau đó mình sẽ bầm nó ra. Đây, đu đủ của mình đã gọt xong rồi. Mình sẽ lấy một cái dao và mình bầm. Mình bầm như vậy thì đu đủ của mình nó sẽ giòn hơn mọi người. Bầm xong thì mình sẽ lấy con dao hai lưỡi, cái loại dao lớn á, to bản á, mình sẽ bào nó xuống. Như vậy là cái đu đủ của mình nó rất là giòn, mình khỏi phải là ngâm nước đá luôn. Rồi sau một hồi thì cái đu đủ của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vào trong một cái cối và mình sẽ dầm đường thốt nốt, ớt. Ớt này mình bỏ tùy ý nha mọi người. Mình ăn cay nhiều thì mình bỏ nhiều ớt. Hôm nay mình mua chúng chứ ớt rất là cay luôn, nên mình chỉ bỏ 2-3 quả vào thôi. Nhưng mà nó cũng đã rất là cay luôn rồi. Cà chua mình sẽ sắc ra hoặc là mình để nguyên trái là mình dầm. Cái này là mình dầm nhẹ thôi nha mọi người, chứ mình đừng có dầm nát quá. Chanh mình cũng sẽ sắc ra và mình vắt nước vào và mình giục luôn cái vỏ vào trong đó, thì nó sẽ chua chua và đắng đắng của cái vị vỏ chanh, nó rất là ngon luôn. Đậu đũa mình cũng sẽ bẻ khúc ra vừa ăn. Đây là nước me. Me mình mua về và mình bỏ trong nước sôi để cho nó ra cái nước. Và mình bỏ vào đây khoảng 4 muỗng với một cái dĩa gỏi như vậy và 2 muỗng nước mắm. Mình cũng sẽ dầm lên. Đây là một ít mắm ruốc vào cho nó đậm đà của cái mùi son tầm. Và mình sẽ bỏ đu đủ vào, mình sẽ dầm lên. À, mọi người nhớ là dầm nhẹ thôi nha, đừng có dầm cho nó nát. Mình dầm mục đích để cho các loại gia vị nó hòa quyện, nó thấm vào nhau. Đu đủ nó sẽ thấm tất cả các loại gia vị. Tôm khô. Rồi như vậy là cái món son tầm của mình đã hoàn thành rồi đó mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng. Nhìn rất là hấp dẫn. Mình đứng đây mà mình đã nghe mùi chua chua cay cay, mặn mặn ngọt ngọt rồi. Rất là kích thích cái vị giác. Và bây giờ mình sẽ đổ ra và mình sẽ thưởng thức thôi. Rất là nhanh, gọn lẹ và cũng rất là dễ làm phải không mọi người? Wow, rất là hấp dẫn. Và cái món song tầm của mình thì cũng đã hoàn thành rồi. Rất là hấp dẫn luôn mọi người. Nhìn là thấy chảy nước miếng không? Và bây giờ mình sẽ thử trước nhé. Xin mời mọi người dùng chung với mình. Đây, mình sẽ gấp một miếng đu đủ. Đã quá mọi người. Cái món này là cái món yêu thích của mình. Ăn vào nó có một, nó rất là cay mọi người. Một chút cay cay, một chút chua mà chua rất là thanh luôn của cái vị me. Me nó rất là thanh. Và chút ngọt của cái đường thốt nốt, chút mặn của nước mắm. Và trong này đặc biệt mình có bỏ một ít mắm ruốc nữa đó mọi người.
Nếu mọi người đã từng ăn cái món này rồi và mọi người cũng đã từng làm rồi thì mình bỏ một chút mắm ruốc vô mọi người. Ta nói là nó giống như y như là cái vị mà ở bên Bangkok mà mình qua đó mình ăn á, ở ngoài lề đường á. Trời, cái vị nó rất là ngon luôn. Và mình đã khám phá ra là bỏ mắm ruốc vô rất là ngon. Mà mình cũng đã mua một cái chai mắm của Thái để dành làm cái sông tầm này mọi người. Nhưng mà mình bỏ vô nó không có ngon bằng cái mắm ruốc mình bỏ. Còn có cái mắm ruốc vô rất là ra cái vị luôn. Cái món này nè mọi người, mình ăn cay mới ngon nha. Và mình xin chia buồn cho những người mà không biết ăn cay á, thì mình ăn cái món này là nó sẽ không có được ngon lắm. Tại vì cái món này nó ngon nhờ cái vị cay. Cái món này thì nó quá nổi tiếng luôn rồi. Từ ngoài lề đường cho tới nhà hàng là chỗ nào cũng có hết. Và mình đi qua Thái Lan á, lần nào mình cũng phải ăn cái món này hết. Ngày nào mình cũng ăn luôn mà. Dạ, ớt thiệt là cay vô mới ngon mọi người. Công nhận là đúng là một cái món ăn mà gọi là quốc hồn quốc túy. Một cái món ăn mà truyền thống của Thái. Như bên Hàn Quốc thì người ta có kim chi nè. Bên Việt Nam mình thì mình nghĩ là có phở và bánh mì. Thì bên Thái thì người ta sẽ có son tầm với lại tôm dâm. Là hai cái món đặc trưng và nổi tiếng của nó. Để làm được cái món này cho nó giòn á mọi người, thì là cái trái đu đủ á, mình mua về mình đừng có dùng dao hai lưỡi, mình gọt liền đó mọi người. Mình gọt vỏ nó đi xong mình sẽ lấy cái dao mình bầm. Và mình bầm như vậy á thì mình lấy dao hai lưỡi mà lại dày á mọi người, mình sắc nó ra thì nó sẽ rất là giòn luôn, mình khỏi cần phải ngâm qua nước đá luôn. Nhưng mà mọi người phải nhớ bầm nha, chứ mọi người dùng dao hai lưỡi mọi người bào không á thì nó sẽ không có được giòn. Và mình bầm vậy nè thì nó hơi dày một chút, nhưng mà chính vì nó dày nên nó mới giòn mọi người. Rất là giòn. Mọi người đừng có sợ là bầm nó sẽ bị dày, nhưng mà chính vì dày nó mới giòn. Mà bầm đu đủ á mọi người, mọi người gọt cái vỏ đu đủ ra thì nó rất là trơn nha. Mình nhớ mình lót một tờ giấy ở dưới, cầm trái đu đủ bằng một tờ giấy rồi mình hãy bầm. Mà bầm cũng đã lắm mọi người, y như là mình xả stress luôn nha. Y như mình đang bực bội cái gì hay là mình ghét ai chẳng hạn. Bầm, trời ơi, đã mọi người. Nhưng mà bầm sao coi chừng vô cái tay xong rồi đổ hôn mình nha. Bầm cũng nhớ cẩn thận nha mọi người. Nhưng mà bầm rất là đã luôn, y như mình xả stress vậy đó. Và cái đu đủ này nè mọi người, mình mà muốn cho nó giòn á thì mình phải lựa trái đu đủ mà nó còn xanh nha. Nhưng mà đừng có lựa trái xanh non quá. Xanh nhưng mà không có được non. Và nó xanh nhưng mà nó không có vàng nha mọi người. Chứ nó vàng là ở trong là nó sẽ bị mềm, là ra cái đu đủ nó sẽ không được ngon nha. Chua chua, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt. Quá đã luôn. Mà cái món này nè, mọi người làm mà thiếu đậu đũa là nó sẽ không có được hoàn hảo nha. Nhờ cái đậu đũa mình giã ra nè, cái nó ra cái vị của đậu đũa rất là ngon luôn. Đặc biệt cái son tầm này mình ăn chung với tách xú, trời đúng bài luôn mọi người. Đây mình bỏ một miếng đu đủ vào, trong này có tôm khô nè, đậu đũa, cà chua, chanh. Trời, chanh này ăn nó chua chua mà cái vỏ nó chát chát đắng đắng đó mọi người, rất là đã. Thêm một miếng rau quế vào nữa. Đây nữa mọi người. Ngon tuyệt luôn rồi. Cay cay đã quá.
mình mê cái món này dữ lắm nên mình quyết định đi đến cái khu chợ Thái Lan á mọi người. Mình mua được một cái cối giả. Sơm trong tiếng Thái có nghĩa là chua và tằm á là phải giả. Tức là một món ăn mà vị chua và mình phải giả trong cái cối. Đó thì nó sẽ ra món sơm tằm. Và bỏ ớt vô nữa. Cái thì là cay lên. Ăn mà cay mà nói chung là nó tứa mồ hôi hoặc là cái mỏ mà sưng dù dù lên đó mọi người. Lúc đó mới đã. Đã vô cùng. Còn không có cay là mình nghĩ cái món này mà không ăn cay á giảm hết 90% cái vị ngon luôn rồi. Càng cay càng đã. Mỗi lần mình qua Thái á bên đó người ta ăn cay dữ lắm. Người ta bỏ rất là nhiều ớt luôn. Trời ăn không mà hôi đầm đìa mà cái mỏ xương dù dù mọi người. Mình tưởng tượng mình mới đi bơm môi xong nha. Rất là đã. Một cảm giác rất là gió mót. Giòn rấm 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 luôn. Giòn tan luôn. Cái này là bà nội của cái giòn luôn á. Mình thích ăn có vỏ chanh này trong này. Hồi nãy mình có rang đậu phụng mà mình quên bỏ vô mọi người. Mà bên Thái người ta cũng không có bỏ đậu phụng mà mình nghĩ á, những cái món gỏi á mình nên bỏ đậu phụng vô. Mình ăn nó béo béo thơm thơm nó cũng rất là ngon. Gỏi mình nghĩ về cái nên có đậu phụng. Ai mà qua Thái mà chưa có ăn món này không? Là một sai lầm trong ẩm thực. Ngon vô cùng. Mà ngộ lắm mọi người. Mình thấy ở bên Thái hay bất cứ ở đâu á, mình ăn những cái món ăn ngoài lề đường á thì nó rất là ngon. Vừa ngon vừa rẻ nữa. Tuy nó không có được vệ sinh một chút nhưng mà sao nó ngon quá. Còn mình mà vào nhà hàng á thì cái vị ngon nó giảm hết 50% rồi. Y như ở Việt Nam mình đúng mọi người. Mình đi ra ngoài chợ, mình ăn bún riêu nè. Mình ăn canh bún nè. Mình ăn hàng ăn vặt rồi đó. Mà mình đi ngồi ngoài chợ cóc á, trời ơi sao nó ngon. Vô nhà hàng á lại không được ngon. Mọi người ở nhà làm theo công thức cái gỏi này đi mọi người. Bảo đảm rất là ngon luôn. Mà nhưng mà mọi người nhớ hãy bỏ thêm một chút mắm ruốc vào nhé. Đặc biệt cái gỏi này mình mà ăn cái này là mình phải húp nước. Rồi, nó chua chua cay đã lắm. Mình chơi luôn nhé. À, trời quá đã. Đằng nào cái dĩa này cũng của mình rồi. Mình sẽ húp trong này luôn. Cái cây chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Thêm chút vị đắng nữa. Như là ngon mà quên lối về luôn mọi người. Trời, ăn giống cái này là chắc là teo lưỡi luôn, nguyên quả hết. Quá sẽ đã. Chấm thêm một miếng nước chấm vào nó luôn. Đây, Thái Lan. Mỗi lần mình đi đâu mọi người là mình sẽ vào Starbucks và mình mua một cái ly như vậy về làm kỷ niệm. Trời mình mê Thái lắm.
Thôi, cái video của mình thì đến đây mình sẽ xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình, cũng như là like, comment, đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.